Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài Vụ án Trần Quang Trân ở trại tù Tiên Lãnh. Tác giả là bác sĩ Phùng Văn Hạnh. Tôi muốn nói lên những đau khổ chất ngất của anh em tù chính trị và quân đội trong ngục tù Tiên Lãnh. Làm y tế trại, tôi được gọi lên phòng kiên giam để xác nhận cái chết của Nguyễn Công Vĩnh. Trước kia anh to con, nhưng bây giờ xác anh teo tóp, co rúm, da bọc xương, gò má lồi cao, hai mắt mở trừng trừng. Anh ta chết vì đói. Bọn cai tù có lệnh không cho anh ăn uống. Bọn trật tự kể lại là những ngày cuối trong mê sảng, anh bốc những con giòi bò trong đường cống lên ăn. Chắc anh tưởng là hạt cơm. Đường cống là một cái rãnh dọc theo bờ tường phòng kiên giam, dùng cho tù phạm tiêu tiểu tiện vào đấy. Chắc có nhiều hồi ký trại giam cộng sản đã tả cái dã man tinh vi của cái cùm sắt dài xuyên từ bờ tường này đến bờ tường kia. Cảnh cô độc, đói khát, mơ tưởng những món ăn thời tự do, những tiểu xảo để giết thì giờ thiên thu và để kéo dài chịu đựng, nói lên cái tàn bạo chưa từng có của kiên giam. Chuồng cọp Côn Đảo là thiên đường, sánh với kiên giam. Vụ án Trần Quang Trân là một biến cố đặc biệt của trại Tiên Lãnh, nói lên tinh thần bất khuất của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một tổ chức có mục đích, hệ thống, một hoạt động dũng cảm, nhiệt tình, có tính cách quy mô rộng lớn, bao gồm trên 100 sĩ quan và tù chính trị. Bởi thế, khi vỡ lở, công an điều tra mất vài tháng trước khi đưa nội vụ ra tòa, với hai lần xử, phúc thẩm và trung thẩm. Bản án trung thẩm là tuyên truyền chống phá cách mạng, tổ chức cướp súng, cướp trại, âm mưu lật đổ chính quyền. Sau đây là tên họ những người lãnh án phạt và thời gian ở tù thật sự. Thiếu úy Trần Quang Trân án tử hình, xử tử ngày 19 tháng 6 năm 1982. Thiếu úy Trần Lân án trung thân ở tù 20 năm. Trung úy Ngô Văn Thạnh án 20 năm ở tù 19 năm. Đại úy Nguyễn Văn Hưng án 18 năm ở tù 19 năm. Đại úy Đỗ Ngọc Nuôi án 12 năm ở tù 16 năm. Xã trưởng Võ Kinh án 13 năm ở tù 15 năm. Trung úy Đỗ Văn Sĩ án 13 năm ở tù 16 năm. Đại úy Đinh Văn An án 10 năm, chết trong tù Hàm Tân năm 1990. Trung sĩ Lê Cao Phúc án 10 năm ở tù 14 năm. Bác sĩ Tôn Thất Sang án 10 năm ở tù 15 năm. Lê Phò án 10 năm ở tù 10 năm. Đại úy Nguyễn Minh án 5 năm ở tù 12 năm. Thiếu úy Huỳnh Tiến án 3 năm ở tù 11 năm. Ngoài ra có một số bị kiên giam, song không bị án. Trong số những người kiên cường này phải kể Nguyễn Văn Ngật, Nguyễn Văn Điểu, Lê Quang, Lê Xuân Mai, Phạm Lộc, Trần Thao, Châu Văn Mầu, Nguyễn Ngọc Trai, Trương Quang Đông. Tóm lại có chừng 75 người xử theo biện pháp hành chánh, nghĩa là tập trung cải tạo vô thời hạn, không biết ngày nào về, trung bình ở tù là 10 năm. Trừ hai người ra đi vĩnh viễn là anh Trân và An, số còn lại lãnh 9 thế kỷ tù tội. 9 thế kỷ đau thương triền miên, day dứt. Điểm đặc biệt của vụ án là lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những người có án nặng là thiếu úy và trung úy. Người được anh em mến phục nhất là anh Trần Quang Trân và anh Đinh Văn An. Trân, người thon nhỏ, mặt trắng, thư sinh, tính tình bạch thiệp, ưa đùa cợt, làm thơ hay. Rất tiếc là thơ anh không ai ghi chép lại. Vì thơ làm trong kiên giam không giấy bút, song anh hơn Nguyễn Chí Thiện ở chỗ là anh đọc thơ cho bọn cộng sản giam giữ anh nghe. Làm thơ xong anh đọc sang sảng, rất to, cốt cho trại viên nghe. Xong cán bộ vội xua đuổi trại viên đi, không cho nghe những lời ca yêu nước, hạch tội bọn cộng sản vong bản, nô dịch, chủ thuyết ngoại lai, gieo rắc khổ đau cho nhân dân Việt Nam. Trong đêm giao thừa đầu năm 1982, trong kiên giam lạnh lẽo, chờ ngày xử trung thẩm, anh ngâm nga. Đón giao thừa giữa bốn bức tường vôi, xuân lạnh lùng quá, mẹ Việt Nam ơi, bao giờ dẹp tan loài quỷ đỏ, mẹ con mình no ấm rộn niềm vui. Mở ngoặc chưa chắc đã đúng trong nguyên tác, chỉ vì nghe từ đằng xa và lại thời gian soi mòn trí nhớ, đóng ngoặc. Anh Trân thông minh hiếu học, nếu đến được bến bờ tự do, anh sẽ là một chuyên viên điện tử có hạn.
Trong tù, anh không ngừng trau dồi kiến thức, học thêm ngoại ngữ. Ở Kỳ Sơn, anh được điều động lên cơ quan của Tổng trại 2 để sửa chữa máy truyền tin và lắp ráp điện đài. Anh đã sửa chữa một máy dò tìm vàng nhãn hiệu Trung Cộng mà nhiều kỹ sư đào tạo ở miền Bắc bó tay. Anh là một chuyên viên điện tử tu nghiệp ở Nhật do tài trợ của hãng Panasonic. Với phương tiện nghèo nàn, anh tái tạo các linh kiện điện tử trong công việc sửa chữa hàng ngày cho cơ quan và lắp ráp những đài thu thanh nhỏ cầm tay, phân phát cho các trại để che mắt bọn cán bộ, linh kiện được lắp vào, các máy đo điện đã hư. Muốn máy phát động, chỉ cần lắp vào một dây dẫn điện ngắn và có thể nghe nhiều đài phát thanh ngoại quốc như là đài VOA, BBC, v.v. Nhờ thế, tin tức về cuộc tấn công của Trung Quốc vào miền Bắc, chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ đều được phổ biến bí mật cho trại viên để nuôi dưỡng ý chí quật cường. Trại Kỳ Sơn với quy chế tù binh, chế độ ăn uống, lao động không khắc nghiệt như trại Tiên Lãnh. Tôi nghĩ rằng quân đội miền Bắc xã hội chủ nghĩa cũng tự hào về thành tích của họ, song không biết họ có thấy xấu hổ khi đem đồng loại khác chính kiến ra hành hạ, đem bắn lén nhiều sĩ quan như vụ bắn đại tá Võ Vàng, bề hội đồng thiếu úy Huỳnh Tiết, một sĩ quan trẻ miền Nam giỏi võ, hận thù giai cấp đã làm họ tối mặt, không biết gì đến tinh thần thượng võ và tình thương đồng loại. Chiến thắng lẫy lừng cuối cùng là để nhốt đồng loại vào trại tập trung hành hạ, còn Mỹ thì cao chạy xa bay rồi. Cuối năm 1978, sĩ quan trại Kỳ Sơn chuyển qua Tiên Lãnh. Công an là chuyên viên cai quản tù trong xã hội chủ nghĩa. Những phương thức đàn áp như là lao động cưỡng bách, hạn chế dinh dưỡng, nội quy sắt máu, trừng trị tàn bạo, tối đa là truyền thống quy củ trong quần đảo Gulag, nhà tù Trung Cộng và một loạt nhà tù miền Bắc mà nghe tên ai cũng giật mình. Tất cả những phương thức ấy đều được áp dụng ở trại Tiên Lãnh. Vài tháng sau nhập trại, toàn thể sĩ quan trở nên rách rưới, ốm đói, phờ phạc, hãi hùng. Vài người quá tuyệt vọng đã tự tử chết. Trung tá Bình, đại úy Quy trốn trại không thoát. Đã có lệnh từ trên là bắn chết một người để làm khiếp hãi trại viên. Trên đường áp giải hai người trốn trại, bọn công an đã bắn lén từ phía sau, giết Trung tá Bình và chi hô lên là vì tù nhân chạy trốn. Tôi có khám tử thi và thấy vết thương có lỗ vào phía sau lưng, đen thuốc súng, chứng tỏ nạn nhân bị bắn rất gần. Thật là một thời kỳ u ám. Nhiều sĩ quan cấp tá bị kiên giam rồi chuyển đi trại đồng mộ. Số người sợ hãi bị chiêu dụ làm anten tăng lên đáng kể. Soát phòng liên miên, trại đông người lại có nhiều trại lẻ ở xa. Ban giám thị cần một hệ thống liên lạc hữu hiệu, nên anh Trân được kêu ra để thiết lập một tổng đài điện thoại, đài liên lạc vô tuyến với ty công an. Anh và Trần Lân được ở một căn nhà nhỏ riêng biệt, dùng làm xưởng sửa chữa máy móc điện tử. Các cán bộ trong trại cũng nhờ sửa những máy thu thanh cá nhân. Vì là làm việc không công, họ thường bồi dưỡng anh thịt trứng v.v. Nhưng anh Trân không vì những ưu đãi ấy mà quên anh em. Anh lập lại việc đã làm tại trại Kỳ Sơn là lắp một máy thu thanh để nghe lén các đài ngoại quốc. Anh đã thành công ở Kỳ Sơn vì không bị phát hiện. Nhưng lần này không may, trong vụ án xử anh và bạn hữu chỉ có độc nhất một tang chứng là cái máy đo điện trở, trong đó anh có lắp linh kiện điện tử để nghe đài phát thanh. Các người bị kêu án là những người có ký vào bản nhận tội khi công an tra tấn hoặc là đe dọa. Có nhiều người giữ nhiệm vụ quan trọng, song một mực chối hết, nên chỉ bị trừng trị bằng biện pháp hành chánh. Có bằng cớ gì đâu, chẳng qua là nói miệng với nhau, chứ đâu có hội họp biên bản gì. Song cuối cùng, biện pháp hành chánh cũng giam giữ rất lâu, ít nhất là trên 10 năm. Nhiều khi hơn nữa, xử án chỉ là bày trò hình thức. Phân tích vụ án ta thấy hai phần rõ rệt. Phần loan truyền tin tức ngoại quốc đem lại hưng phấn cho trại viên, ví dụ như cuộc nổi dậy của nhóm Phun Rô, cuộc bao vây kinh tế Việt Nam của Tổng thống Mỹ Reagan. Vì oán hận lối đối xử dã man tàn bạo của bọn Cộng sản, ai cũng vui mừng khi nghe những tin bất lợi cho chúng. Chẳng thấy viễn ảnh ngày về, những tin ấy mang lại chút hy vọng mong manh. Ví dụ trường hợp bác sĩ Tôn Thất Sang làm y tế cho trại Na Sơn. Sang vào tù vì tội vượt biên,
anh có nói một câu đơn giản mà bị án 10 năm. Nhân Lê Phò từ trại Na Sơn về trại chính. Anh nhắn với Trân là có tin tức gì hay, nói cho mẹ biết với, mở ngoặc, con cháu vua thường tự xưng là mẹ đóng ngoặc. Sang không có tham gia gì vào tổ chức, chỉ nghe câu ấy mà không báo cáo với cán bộ. Phò cũng lãnh án 10 năm. Thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà các nhà luật học khi nghe phải sững sờ. Những thiệt hại mà anh Sang phải chịu trong tù đày, cùng những hậu quả dai dẳng trong cuộc sống định cư ở Mỹ, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Các nhà luật học phải có biện pháp đưa bọn Cộng sản Việt Nam ra tòa án quốc tế để trả lời những tội ác đối với hàng triệu người vô tội. Phần thứ hai của vụ án là tổ chức cướp súng, cướp trại, đánh quận Tiên Phước, liên lạc với cuộc nổi dậy phun rô, lập chiến khu vân vân, là những tiết lộ của Đại úy Nguyễn Văn Hưng. Anh nói, hệ thống này suốt trong thời gian ở tù và sau này khi còn ở Việt Nam, tôi không hề tiết lộ cho ai. Nhưng nay, mở ngoặc, anh đã định cư tại Mỹ, đóng ngoặc, theo yêu cầu của một số anh em. Chúng tôi xin ghi lại chi tiết. Anh cho biết anh điều khiển tổ chức trong nhiệm vụ là tổng thư ký. Trân chỉ là trưởng ban liên lạc ngoại vụ. Trần Lân lo liên lạc với Phun Rô. Đinh Văn An chết trong tù. Đại đội trưởng đội xung kích lo chiếm kho súng của trại. Thiếu tá Lê Quang là trung đoàn trưởng trung đoàn giải phóng Quảng Nam Đà Nẵng. Anh còn tiết lộ nhiều ủy viên khác. Nói chung anh em đã có ý chí quật cường, có can đảm chấp nhận hiểm nguy, tiếp xúc với Phun Rô là có thật. Nhân đi lao động ở Trà Nóc lúc còn ở trại Kỳ Sơn, nghiên cứu về khả năng cướp súng là có thật. Ngoài ra những điều khác chỉ nằm trong mơ ước. Phiên tòa dựng lên gọi là Tòa án Nhân dân tối cao, có cán bộ ở Hà Nội vào dự, chỉ là xử cái ước mơ đó, chứ không có một hành động phá hoại nào cụ thể. Trị từ trong tư tưởng, cái dã man phi lý và luật rừng là ở đó. Phiên tòa đúng là một trò hề. Xử trong trại vì sợ dư luận dân chúng, không có luật sư biện hộ, chánh án phụ thẩm ăn bận lôi thôi. Bà phụ thẩm có tên là Chát, mặc áo cụt, ăn trầu, ngồi chồm hổm trên ghế, ăn nói thiếu văn hóa. Chỉ có lính công an là mặc đại lễ. Bị can cũng bị bịt mắt dẫn vào. Vành móng ngựa là một hàng ghế dài. Trại viên được nghỉ lao động để dự phiên tòa. Một biện pháp răn đe. Nói là cho bị can tự biện hộ. Xong ai nói ra lời nào thì bị chặn lại ngay. Phiên tòa chỉ có chánh án, phụ thẩm nói. Phán quyết thì đem ra hỏi trại viên. Tên A có phải là phản động không? Mở ngoặc, trại viên được các anten mớm lời đóng ngoặc. Phải. Có đáng tử hình không? Rất đáng. Đúng là một tòa án nhân dân trong cải cách ruộng đất. Phần lớn trại viên trả lời lý nhí, một số khác im lặng. Phải nói, anh Trân là một người trẻ tuổi, nhưng rất chững chạc, đầy lòng vị tha và suy nghĩ. Anh thấy ý định của bọn Cộng sản là phải có một bản án tử hình trong vụ này. Anh đứng ra lãnh cái chết cho anh em. Anh chịu nhận tội và thay mặt anh em, tỏ ra cái khí phách của một sĩ quan có lý tưởng quốc gia. Trước phiên tòa, anh không nói, thưa quan tòa như ấn định. Anh gọi họ là các ông, làm chánh án tức giận, đập bàn nhắc lại. Xong anh không đổi cách xưng hô khi chánh án hỏi anh. Các anh đã được chính phủ khoan hồng cho vào đây để học tập cải tạo. Các anh không thành tâm hối lỗi mà tổ chức chống đối. Động cơ nào thúc đẩy các anh làm việc ấy? Các ông không có quyền xử tôi, vì các ông không có tổ quốc, mà chỉ là tay sai đế quốc Cộng sản. Các ông không xứng đáng để tôi đối đáp. Lịch sử, dân tộc Việt Nam sẽ xử các ông. Chế độ các ông là một chế độ phi nhân, tàn khốc. Nhà tù mọc lên khắp nơi, dân chúng đói khổ lầm than. Còn các ông sống phè phỡn. Nhà tù của các ông là địa ngục sống trên trần gian. Chánh án lại đập bàn bảo anh im. Xong anh cứ nói cho hết ý. Một công an phải chồm tới, bịt miệng anh lại. Thật là hài hước, trốn công đường mà không có tự do ngôn luận. Khi tòa tuyên bố bản án tử hình và cho anh nói lời cuối cùng, tôi biết chắc là chế độ phi nhân, tàn ác chưa từng có trong lịch sử loài người của các ông. Gần đến ngày cáo chung rồi, chỉ tiếc là tôi không còn sống để phục vụ đất nước. Mở ngoặc, nội dung những lời đối đáp trên đây rất trung thực. Tuy nhiên, đây không phải là những lời ghi chép tại chỗ,
người nghe chỉ ghi lại theo trí nhớ đóng ngoặc. Thái độ hiên ngang, bình tĩnh, giọng nói chắc nịch, không chút run rẩy của anh làm cho cả hội trường bàng hoàng. Bọn công an, tổ xử án sạm mặt trước khí thế hùng dũng của anh. Sau khi xử án, chúng cho anh một thời gian suy nghĩ lại và xin ân xá. Song anh không viết đơn xin ân xá, vì anh biết đó chỉ là một đòn tâm lý để làm giảm nhuệ khí của anh. Thế nào bọn chúng cũng đem anh ra bắn, xin xỏ chỉ thêm nhục. Bởi thế, trong thời gian chờ đợi, anh làm thơ và đọc to lên, mạt sát chế độ tàn ác của Cộng sản. Sợ gương anh ảnh hưởng đến trại viên khác và làm mất mặt chế độ, chúng đem anh ra bắn trước thời gian dự định. Ngày 19 tháng 6 năm 1982, lúc 12 giờ, chúng bịt mắt anh, đẩy anh lên xe đưa ra pháp trường. Toàn thể trại viên bị lùa vào phòng, đóng cửa nhốt lại. Ra đến cổng trại, anh chân la to: "Xin vĩnh biệt anh em, bọn Cộng sản đưa tôi đi bắn đây. Đã đảo Hồ Chí Minh, đã đảo Cộng sản, dân tộc Việt Nam sẽ chiến thắng Cộng sản." Anh còn muốn hô nhiều khẩu hiệu nữa, song bọn công an đè anh xuống, nhét chanh vào miệng. Sang bên cơ quan, anh ký tên vào bản án chấp nhận tử hình. Chúng dọn ra trước mặt anh một mâm cơm thịnh soạn. Anh từ chối không ăn và dặn mang vào phòng giam cho bạn bè tôi đang đói. Ra pháp trường, anh không chịu trói và bịt mắt. Anh té nghiêng xuống sau loạt súng đầu. Một tên công an đến bắn phát ân huệ vào thái dương. Trong tù, tôi có lần nói chuyện với Trân. Anh ta cho rằng chừng cuối thế kỷ, chế độ Cộng sản sẽ cáo chung. Anh chết đi và không ngờ là thành trì của xã hội Cộng sản Liên Xô và Đông Âu tiêu tan 10 năm trước lời tiên đoán. Song chế độ Hà Nội vẫn còn tồn tại, mặc dù biến chất đi nhiều. Lạc quan nay ở trong trận tuyến của ta. Ta chỉ đi lên, bọn chúng chỉ đi xuống. Trang sử đau buồn, đầy phản phúc, nham hiểm, tàn bạo từ năm 1945 đến nay sắp cáo chung. Cơ hội cho những người muốn đóng góp để xây dựng cho một đất nước Việt Nam thật sự tiến bộ và dân chủ, một xã hội công bằng và thịnh vượng sắp thành hình. Chỉ tiếc là thiếu mặt anh Trân, như lời nói cuối cùng của anh trước tòa án. Anh Trân là một người anh hùng bất đắc dĩ, hoàn cảnh đã xô đẩy anh đứng trước một chọn lựa. Anh đã có chọn lựa đầy suy nghĩ và trách nhiệm. Việc phải làm không đùn lại cho ai, tự mình gánh lấy. Anh chết đi để lại người vợ trẻ và hai con gái. Anh là người có thiện tâm, người tốt nhất trong chúng ta, như lời Tổng thống Kennedy. Những người tốt nhất trong chúng ta đã chết. Bài viết của bác sĩ Phùng Văn Hạnh, viết ở Montreal, Canada. Cảm ơn bác sĩ Phùng Văn Hạnh đã ghi lại cái chết anh hùng của một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thiên Hoàng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.